Xin chào anh em nhé. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái video vót cọc cho sáo. Kè này vót xong rồi cũng phải nắn qua đấy các bạn. Đây đầu của nó đúng không? Đuôi. Đuôi. Bộ này cũng đẹp hết. Tí nữa sẽ đóng xong rồi sẽ thử cho các bạn xem âm của nó nhé. Nghe kêu đánh phết nhỉ. Chắc là cái cọc sáo này gãy. Bây giờ nắn tre nhé các bạn nhé. Để hơi qua lửa thì nó bắt đầu mới nắn đấy. Cho nó thẳng. Nắn đã thẳng rồi các bạn này. Bây giờ là sẽ dùng máy mài để mài cho nó nhẵn các bạn nhé. Nắn nó thẳng rồi đấy. Đấy các bạn nhìn chưa, thẳng chưa? Bây giờ mới vót này. Cho mấy cái mấu nó mấy cái... cho con bố của nó vào. Chắc phải nữa chứ đúng không? Nhiều. Nó phải ướm từng tí một. Độ dài nó tầm này được. Thì con thế thôi. Tầm này tí nữa là vào đẹp. Cho nó chắc. Con này được thôi nhé các bạn nhé. Đây. Dùng cái tí là sao phải vót đi không nhiều. Đây đâu. Cái này lên mà diều mà đơ bổ xuống là nó gãy mẹ cọc luôn. Sắt cũng vậy. Tầm này thì chắc người ta cũng phải đo, người ta đo cái ấy chứ, người ta đo cái chân của người ta nhiều. Ok các bạn, giờ đã hoàn thành rồi, xong cái đóng cọc, làm cái cọc tre cho sáo rồi các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đó. Bộ này là bộ hòa âm nhá. Mình vừa phải cho con cu em nó phải nghe tiếng bộ này. Video mình tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Các bạn cho mình xin một đăng ký kênh nhé, để giúp mình thêm có thêm động lực làm các video hay hơn cho các bạn xem. Và các bạn nhớ ấn vào cái biểu tượng chuông ấy để nhận được các video mới nhất của mình. Thôi xin chào các bạn, tạm biệt.